Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Công an Diên nhận trách nhiệm vụ cậy cửa thu tài sản. Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương yêu cầu công an phường Đông Hòa và cảnh sát khu vực liên quan trong vụ công an cậy cửa tiệm Internet Victory làm báo cáo. Ngày 30 tháng 8, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Võ Văn Hồng, trưởng công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã yêu cầu công an phường Đông Hòa và cảnh sát khu vực liên quan trong vụ công an cậy cửa tiệm Internet Victory làm báo cáo để có hướng xử lý về vụ việc. Trước hết về mặt lãnh đạo, cấp dưới có sai sót thì tôi xin nhận khuyết điểm. Còn việc anh em làm sai thì chúng tôi đã yêu cầu báo cáo. Sau đó sẽ xem xét mức độ cán bộ sai tới đâu sẽ xử lý kiểm điểm tới đó. Khi có sai sót thì phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Không chỉ tốt hơn cho phường Đông Hòa mà còn cho cả công an thị xã Dĩ An, ông Hồng nói. Về câu hỏi công an thị xã Dĩ An đánh giá như thế nào về việc công an khu vực của khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa cậy cửa và tịch thu máy tính tiệm Internet Victory, ông Hồng nói sau khi công an thị xã họp kiểm điểm sẽ có quan điểm chính thức. Trước mắt, công an thị xã xác định quy trình xử lý trong vụ việc này có sai sót nên đã yêu cầu công an phường Đông Hòa mời chủ tiệm Internet Victory lên làm việc, trả lại máy tính và CPU cho người dân. Hiện nay, tiệm Internet Victory cũng đã rút đơn khiếu nại gửi lên Ủy ban Nhân dân phường và công an phường trước đó. Về hành động của cảnh sát khu vực trong vụ việc, công an thị xã Dĩ An cho biết sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể. Bước đầu, cảnh sát khu vực này báo cáo là khi đi tuần tra chung trong khu vực kiểm tra tiệm Internet Victory chứ không có động cơ cá nhân khi làm việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, cảnh sát khu vực trong vụ kiểm tra tiệm Internet Victory là một thiếu úy mới được phân công phụ trách khu phố Tân Lập được khoảng 2 tháng. Giúp việc cho thiếu úy này trong buổi tối tịch thu máy của tiệm Internet Victory là một số dân phòng và vài người mặc sắc phục công an. Nhưng theo phản ánh của các nhân chứng là những người này còn rất trẻ và không đeo bảng tên. Thượng tá Võ Văn Hồng nói sắp tới công an thị xã Dĩ An sẽ quán triệt anh em không để xảy ra như vậy nữa. Nếu kiểm tra phải làm đúng quy trình và lãnh đạo công an thị xã sẽ tiếp thu những góp ý của báo chí về vụ việc. Như phóng viên đã đưa tin, tối ngày 22 tháng 8, tiệm Internet Victoria tại khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương vẫn còn một số khách đang chơi dở dang nên người nhân viên trông coi tiệm kéo cửa xuống, không nhận thêm khách mới. Gần 23 giờ, một người mặc sắc phục công an và dân phòng tới trước cửa tiệm, đập cửa rồi tự tay cậy cửa cuốn lên để xâm nhập vào nhà. Hình ảnh từ camera cho thấy khi vào trong, người mặc sắc phục công an không đưa ra bất cứ một văn bản nào về việc khám xét nhà và bắt mọi người ngồi im. Sau đó, người này lập biên bản ghi nội dung tiệm Internet hoạt động quá giờ quy định và tịch thu 10 màn hình máy tính và 1 CPU. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.